Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Mình đang có mặt tại Dàm Gầy, Hòn Đất, Kiên Giang. Hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem chủ đề mấy anh xe ủi đất các bạn. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì không biết là mọi người có nhìn thấy gì không ha. Đất này là đất đen, giống như đất than bùn các bạn. Mà mấy anh xe ủi này đây dạng như là hoạt động á, nguyên một cái cánh đồng luôn các bạn. Hầu như là hoàn toàn là bằng đất than bùn không à. Thì cho nên thì mấy anh chạy phải nói là rất là vất vả và khó chạy nữa các bạn. Thì mình đến đây thì cũng hơi muộn rồi, hồi sớm giờ thì các anh ở đây là 4 chiếc bị mắc lầy nhiều lắm. Nhưng mà lên đây thì sao các anh hết trơn các bạn, hết mắc lầy rồi. Còn một tí đất nữa thì mình sẽ nán chân ở đây quay cho mọi người xem. Thì thật ra thì mình cũng không có muốn là các anh mắc lầy để mà quay phim các bạn. Tại vì các anh đã mắc lầy rồi mình mới đến quay cho mọi người xem cảnh giống như là một chiếc xe ủi đất mà nó mắc lầy, cũng như là vượt lầy là như thế nào, chứ không phải là mình muốn mắc lầy để mình quay nha. Rồi anh này thì cuối cùng đã lên các bạn, mình sẽ lợi chiếc đằng kia quay cho mọi người xem. Đây mọi người xem nè, chạy là phải cỡ này đây, nó lúng dữ lắm các bạn. Okay. Đất, tại vì đất than bùn các bạn, nó không có cái chân nha. Hầu như là đất thì được tạo thành bằng những cái gốc cây, bằng những cái cây mục, giống như là cái gần hồi xưa là gần tràm đó các bạn. Gần ta phá ra, sau đó là những cái rễ cây này nọ nó sẽ phân hủy á, nó thành một cái lớp bùn than rất là đen và nó rất là mềm. Trồng, mình nghĩ đất này thì trồng lúa nó sẽ không có trúng đâu, mà giống như bỏ bắp đất quang thì nó ổn. Người dân người ta cũng muốn trồng thêm cái gì đó thôi, chứ thật sự thì đất này trồng không có trúng nha. Nhưng mọi người thấy nè, sau khi mà ra rồi cái phèn nó lên mức độ này đây, cái này là mấy anh chỉ sử dụng cái bánh xích là đè gác xuống, đè cỏ nào xuống thôi, chứ không có ủi nó các bạn. Ăn tiền cái miếng này thì có bộ hơi mệt ha, không dễ ăn chút xíu nào hết. Đề ba một cái là như vậy đây. Cái này là không cần các bạn ủi đâu, không cần cái mỏ phía trước, chỉ cần ve ra, ve vô là xong rồi các bạn. Đất gì đâu mà nó xấu thế, nóng lạnh thiệt chứ. Cái này còn vài chục năm nữa đất mới có thể tốt được nha. Tới công chuyện nữa rồi kìa, tới công chuyện luôn rồi các bạn. Thường thường thì máy ủi nó sẽ ít có khi nào mà chạy hết ga lắm các bạn, mà cái miếng đất này phải chạy hết ga hết công suất luôn ha. Okay. Chạy ngang một cái thì lúng là lòi nước lên hết trơn. Thường thường thì những cái lam ở phía trước á, gain của nó thì tầm 3 mét mấy rồi các bạn. Nhưng mà vô tay của những anh thợ chế Việt Nam mình thì từ 5 mét đổ lên. Cũng như là dàn xích cũng như vậy, người ta thì khoảng 5-7 tấc là về là Việt Nam mình là phải độ lên 1 mét. Thì nếu mà độ lên các bạn thì nó sẽ hạn chế lúng hơn. Bây giờ là giống như là xe lội nước luôn, với lội bùn gì nữa. Ok, giống như lội nước luôn các bạn. Rồi để xem là ảnh về đây xong rồi đó, ảnh về luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì các anh xong luôn các bạn. Đang chạy vô rồi. Đây miếng đất mọi người thấy nó lên những
những cái lớp màng màng giống như là dầu dầu thô vậy. Xe tăng lỡ nước luôn rồi, không phải là xe ủi ủ đất nha các bạn. Đó, đưa một cái lúc mẹ cái bánh luôn rồi trời. Trời ơi. Cái này nếu như mà đi một mình thì không thể nào mà làm xong cái miếng ruộng này nha. Thì mọi người cũng biết á, đi là đi phải đi nguyên đoàn hai chiếc đổ lên. Nếu mà chiếc này lúng thì cái chiếc kia sẽ hỗ trợ. Chứ nếu mà đi một mình khi mà lúng thì chịu chặn luôn nha, không có thể nào mà tự lên được nếu mà không có chiếc khác lúng nữa rồi nè. Mà được con cái thì nếu như mấy xe ủi như thế này đây lúng rồi cả vấn đề rất là khó. Tại vì nó cái bánh xích đó, nó bự các bạn, nó cục đòn đó. Và cái xác thì nó không có nặng hơn xe cuốc. Xe cuốc thì nó lúng thì chịu lúng thì dữ lắm nha. Nếu mà đất này xe cuốc thì xuống thì xác định là ngâm mình luôn. Cái này là nếu mà tính theo hiện tại thì chiếc này chính là chiếc xe trục chứ không phải là chiếc xe ủi nữa. Tại vì không có sử dụng cái phần lam ở phía trước mà chỉ sử dụng cái phần bánh ở phía trước á, chụp tới chụp lui là xong các bạn, không có cần chợ nữa rồi kìa. Cái này đây mà nếu mà thường thường 1 công 1 triệu, còn mấy anh này lãnh 1 công chắc cỡ 2-3 triệu các bạn, quá lúng á. Cái anh này cũng bò nữa nè. Trời ơi, lúc của mình luôn các bạn. Trời ơi, sao mà nó chua lè như đây. Cái này mình có thể là dùng cái từ là lúng liên hoàn các bạn. Hai chiếc kia thì đã chạy lên nè, còn mỗi anh này thôi. Xong rồi đó. Không biết là cái lằn bìa trong này anh có đẩy luôn không đây. Không thể nào mà tưởng tượng nổi cái độ lúng của miếng đất này luôn các bạn. Có khi nào một lát là phải kêu cầu cứu hỗ trợ không đây. Được con cái thì mấy cái máy xe nó mạnh cực kỳ ha. Thấy nó lúng lúc mình vậy đó mà vẫn lên được bình thường. Còn cái này là cháo luôn chứ không phải là sình nữa. Các anh kiếm đường khác đi chứ gì vậy. Đúng rồi. Rồi lại ngâm mình trong sình nữa rồi. Trời ơi. Tránh điểm A thì gặp điểm B. Tránh điểm B thì gặp tới cái điểm G luôn các bạn ơi. Vô tới cái điểm G thì nó sướng cực kỳ luôn rồi nè. Ủa dãnh ve đi đâu ta? Giờ hiện tại thì mọi người thấy bên kia còn cũng hơi khá là nhiều nha. Mà không biết là các anh sẽ tranh thủ làm hết luôn không, hay là còn những cái chỗ đó nó hơi lúng các anh bỏ thì mình cũng không biết, để xem một tí nữa đây các anh có làm luôn không đây.
có hiện tượng nữa rồi đó. Thì ra các anh này đánh lùi lại để tìm cái hướng đi khác các bạn. Mép trong này thì nó lúng rồi, chỉ còn đi mép ngoài thôi. Ồ, buồn lái luôn. Chỗ này thì vẫn chưa có bỏ cuộc nha, còn ráng chạy vô kia để ủi, cảm thấy cái nào ủi được thì ủi các bạn. Nhiều khi thì làm cái nghề á, mà cảm thấy mà không có được đẹp mà miếng đất á, thì cũng hơi bứt rứt. Và đôi khi á, là chính vì những cái cảm xúc mà bứt rứt á, lái như thế này đây, lúng một cái là ôm tới công chuyện nha. Từ nửa bánh đổ lên không? Okay. Đi phía bên này thì chú này vẫn chưa bỏ cuộc nữa nè các bạn, vẫn còn đi vô nữa nha. Đó, vừa bá bá vô bắt đầu là có cái hiện tượng là e các bạn. Ok, vậy là chơi hết luôn hôm nay hay là vẫn bỏ chạy như những anh kia đây? Vốn dĩ mà bây giờ chỉ còn một anh chú rồi nha các bạn. Có lẽ chú là chủ đoàn xe quá, cho nên thì chú mới đủ khả năng cũng như là liều các bạn. Dù gì thì sớm giờ cũng mắc lầy rồi, sợ gì nữa ha. Ôi trời, đất gì nó phập phèo quá kìa. Quá wow, trời đất xấu. Đây là một chiếc xe ủi Komatsu, ở bên trong là động cơ 4 máy. Giờ là chỉ đâm vô thôi nha, chứ không có thể nào mà đi nguyên một chiều dọc được các bạn. Mọi người thắc mắc tại sao không chạy một chiều dài, ý là chạy vô như vậy đây mà chạy không nổi nữa. Rồi nếu mà chạy một chiều dài thì nó sẽ lúng nữa nha. Tới nữa nè. Cái kênh bên con kia các bạn là kênh Dầm Gầy đó, này là kênh kế bên Dầm Gầy nha. Hình như là Bình Giang 1 hay Bình Giang 2 gì đó, mình nhớ không lầm. Tại vì mình chạy xiết xiết tới đây á. Với lại thì mình không phải là người dân địa phương, không muốn rành để chính xác. Trời ơi. Má ơi. Này là nước không mà mình không thấy đất luôn các bạn.
vô luôn rồi, phá cuộc luôn rồi. Bỏ cuộc hả chú? Bỏ cuộc rồi. À, tính là mà chú không gắng làm hết cái này của bạn mà cuối cùng thì cũng phải chạy vô thôi, phải bỏ cuộc rồi. Những cái xe ủi như thế này các bạn, động cơ thì nó rất là nhỏ nha, nó không có bự, nhưng mà được con cái là cái hệ thống thủy lực của nó chuyền nhiều tu hay sao đó mà nó rất là mạnh nha. Nhiều khi xe cuốc này mà kéo mấy cái chiếc mà mấy cắt mắt lầy đâu á, với lại xe cuốc mà dạng vừa không ba đấu lại là nó kéo rất là mạnh luôn. Không biết là do máy mạnh hay là cái hệ thống thủy lực nó chuyền mạnh thì không biết, mình cũng không rành. Nếu như mà hợp số á, thì mình dùng cái từ là nhiều tua thì nó mạnh, còn cái này là thủy lực không à, mình không biết dùng từ gì mà để cho nó mạnh ta. Mấy chú mà mấy năm sau mà chủ ruộng ở đây mà kêu mà chú mà làm nữa chắc nghĩ rằng là chú sợ rồi các bạn.